Đây là cái máy hai màn hình nha các bạn. Hàng độc từ nước ngoài gửi về nha. Ở máy vừa cảm ứng mà vừa tùm lum tà la hột dưa luôn nè. Nhà không có xài để chơi vậy đó. Google đồ đầy đủ luôn nè. Cái điện thoại mà tới hai cái màn hình, thấy các bạn thấy chưa? Rồi, anh chị em nào mua thì liên lạc ngang tại đang uống cà phê ở chợ lớn. Hai cái màn hình cảm ứng đầy đủ nha. Nói chung là chuẩn men, hàng độc lạ. Anh chị nào mua thì liên lạc nha. Đủ kiểu. Nói chung là đẹp nha. Chụp hình quay phim đồ đầy đủ nha. Hàng chuẩn men nha. Chiếc lá nữa nè. Sáng uống cà phê. Máy tới hai cái màn hình đó nha các bạn.